Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu lời Chủ chăn tháng 5 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông. Hôm nay, ngày 3 tháng 5, Giáo hội mừng kính Thánh Philippe và Thánh Giacobbe Tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 6 đến câu 14. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người. Philippe thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philippe, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ cho các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo trình thuật Gioan hôm nay, Philippe, một người trong nhóm 12 tông đồ, đã xin Chúa Giêsu tỏ cho thấy Chúa Cha. Không biết Philippe muốn thấy Chúa Cha theo kiểu nào, bởi theo lẽ niềm tin chung của người Do Thái thời ấy, không ai thấy Thiên Chúa tối cao mà sau đó còn sống được. Có thể khi thưa lên điều này, Philippe đã liên tưởng đến một Thiên Chúa quyền năng, một Thiên Chúa mà trước đó kể cả Môsê vẫn chưa được phúc diện kiến trực tiếp mặt đối mặt. Dầu thế nào, đây là một khát vọng chính đáng của Philippe, một khát vọng tìm kiếm và hướng về Thiên Chúa, một khát vọng sâu thẳm nếu được diện kiến Chúa Cha, thì tất cả những khát vọng khác chẳng còn nghĩa lý gì. Trước ước nguyện của Philippe, Chúa Giêsu đã đưa ra sự khẳng định và một số câu hỏi. Đầu tiên, Ngài nêu lên sự thật, ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy. Đó là một thực tại hiển nhiên. Đức Giêsu, ngôi lời nhập thể và là con Thiên Chúa, Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài. Nơi Đức Giêsu,
chúng ta có thể thấy được Thiên Chúa bằng mắt phàm. Nhìn ngắm Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, chúng ta không phải chết nhưng được sống. Thứ đến, Chúa Giêsu đưa ra một số câu hỏi nhằm nhắc nhở cho Philippe. Hãy nghiệm lại cuộc sống thân tình giữa thầy với các con, cũng như xét nghiệm lại lòng tin của chính Philippe. Các lời thầy nói, thầy không tự nói ra. Các việc thầy làm, thầy không tự mình làm. Nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong thầy, chính người làm những việc của mình. Khi nhìn những việc thầy làm, các con nhận ra đó là việc của Chúa Cha, vì chính Chúa Cha làm việc của người qua thầy. Có thể nói, Philippe và Jacobe, cũng như các tông đồ, sau khi được Chúa nhắc nhở, đã ý thức hơn về sự thân mật của mình với thầy. Đồng thời, đã đón nhận chân lý Chúa bày tỏ với niềm tin yêu mãnh liệt. Thế nên, về sau, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các vị đã hăng hái loan truyền tin mừng Chúa và sẵn sàng đổ máu đào để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Lời Chúa nhắc nhở Philippe năm xưa cũng là lời Chúa nhắc nhở chúng ta hôm nay. Chính Chúa Cha và Chúa Giêsu là một. Kinh nghiệm thấy Chúa Cha nơi Chúa Giêsu chỉ có thể là một kinh nghiệm đích thân, và do vậy không thể chứng minh và không thể được thay thế bằng những kiến thức lịch sử chuẩn xác. Năm xưa, các tông đồ được phúc ở với Chúa Giêsu. Các vị được Chúa mời gọi nhìn vào Ngài để thấy Chúa Cha. Hôm nay cũng thế, chúng ta chỉ có thể đến mà xem, đến ở với Chúa Giêsu, học cùng Chúa và nhận biết tình yêu của Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Chúng ta đang ở trong mùa phục sinh, mùa của sự sống chiến thắng sự chết. Chúa Giêsu đã phục sinh và đi vào trong vinh quang của Ngài. Chúng ta tin Chúa Giêsu và tin Chúa Cha và Chúa Giêsu là một. Khi tin và gắn bó với Chúa Cha và Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có thể làm được những gì mà Chúa Giêsu đã nói. Ở đây, điều mà chúng ta có thể làm là sống tình yêu, gắn bó với Chúa Cha, gắn kết với Chúa Giêsu và trong ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ làm được điều Thiên Chúa mời gọi đích danh mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa và quên đi chính bản thân con. Xin cho con yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen. Trên những nét cong cuộc đời, Chúa vẽ thành những con đường thẳng. Giữa những ghét ghen hận thù, Chúa nói rằng hãy mến yêu nhau. Đường tình yêu đường dẫn đến thứ tha, đường thập giá ngàn năm mãi thiết tha. Gọi con đi làm chứng ta, đem an hòa của Chúa đến muôn nơi, cho muôn người dạt dào niềm thương yêu. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Ba Lan. Lễ tuyên phong chân phước Hanna Janowska bên Ba Lan. Các y tá và bệnh nhân cũng có một người bạn mới ở trên trời. Đó là nữ y tá người Ba Lan, Hanna Helena Janowska, một giáo dân sống đời hiến sĩ theo linh đạo Biển Đức
và là bạn của Thánh Giáo Hoàng Karol Wojtyła. Đó là lời giới thiệu của Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên Thánh, khi tôn phong đấng đáng kính Hanna Zanowska lên hàng chân phước trong thánh lễ do Ngài chủ sự hôm thứ Bảy, 28 tháng 4 vừa qua, tại Krakow, Ba Lan. Đức Hồng Y Amato đã đề cao vị tân chân phước như một mẫu gương trong việc sống mối tương quan với các bệnh nhân. Chúng ta cần học cách cúi xuống với các bệnh nhân của chân phước Zanowska để biết cúi xuống người nghèo, chăm sóc những ai cần an ủi, nâng đỡ, khích lệ. Số người này rất đông. Họ là những người bé nhỏ, bị bỏ rơi, bị lưu đày, là những người nghèo bị gạt ra bên lề. Ngày nào chúng ta cũng gặp những người ấy trên đường phố, nhưng có nhiều người trong số họ lại sống âm thầm trong những căn nhà tồi tàn, bệnh tật, nghèo nàn, cô đơn, không nơi nương tựa. Qua việc con cái mình làm, giáo hội đến gặp những người đang túng thiếu, giúp đỡ và bảo vệ họ với sự hy sinh và lòng quảng đại. Đức Hồng Y Amato kêu gọi người Ba Lan tiếp tục biểu lộ đức ái với mọi người, nhất là các bệnh nhân của chúng ta, để mỗi ngày họ nhận được dấu chỉ của sự quan tâm, dấu chỉ của sự khích lệ và nghĩa cử nâng đỡ. Qua chân phước Hanna, giáo hội biểu dương tính sáng tạo của đức bác ái Kitô giáo, luôn mở rộng vòng tay như người Samaria nhân hậu để đón nhận, bảo vệ và chăm sóc các bệnh nhân, người đau khổ, người yếu kém. Đức Hồng Y Amato nhắc lại rằng, vào dịp tang lễ của chân phước Hanna năm 1973, Đức Hồng Y Karol Wojtyła đã đọc bài điếu văn tiễn biệt rất cảm động. Tôi cảm ơn bạn, Hanna, bạn đã sống giữa chúng tôi và là hiện thân của các mối phúc của Chúa Kitô cho chúng tôi, cách riêng là phúc cho người biết xót thương. Hanna đã trở thành y tá do lòng bác ái thúc đẩy từ khi cải đạo sang Công giáo vào năm 1932. Cô sống nghề nghiệp này như một Kitô hữu tông đồ đích thực, mang đến sự hiện diện cứu rỗi của Thánh giá Chúa Kitô cho các bệnh nhân. Cô nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình bằng lời cầu nguyện, rước lễ và chầu thánh thể, tĩnh tâm, lần hạt mân côi. Và theo linh đạo Biển Đức, cô đã sống với nhiệt tâm và niềm vui của đặc sủng đọc kinh thần vụ và lao động chuyên môn bên các bệnh nhân. Công việc phục vụ của cô là ở bên cạnh các bệnh nhân, nơi họ cô nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Amato nói thêm, và cô còn đề nghị phải đào tạo về phương diện nghề nghiệp lẫn thiêng liêng cho cả các y tá. Cô nhắc nhở mọi người niềm hy vọng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên trời và niềm tin của cô vào sự quan phòng của Thiên Chúa, khơi dậy sự sống và niềm hăng say. Vì thế, ngay cả trong hoàn cảnh đau đớn và sầu khổ, cô vẫn luôn mang đến cho mọi người ánh sáng và niềm vui. Đối với cô, bệnh nhân là điều cao quý nhất mà cô phải đến gặp như một người anh em, chị em. Và nghề y tá là một ơn gọi thực sự, một lời mời gọi từ trên cao vì thiện ích của người nghèo. Cô đã quảng đại trao tặng người khác thời gian, tài trí, văn hóa của mình bằng cách cộng tác tích cực với những người có nhiệm vụ xoa dịu và cải thiện các điều kiện của bệnh nhân. Thậm chí, cô còn bán cả nữ trang của mình để mua thuốc cho người nghèo, mà không muốn nhận lời cảm ơn hay lòng biết ơn. Cô rất quan tâm và cảm thông với các gia đình mắc bệnh kinh niên, lo lắng đến đời sống thiêng liêng và bí tích của họ, đồng thời còn mời các linh mục để giúp đỡ họ. Ngay cả dưới thời Cộng sản chiếm đóng,
cô không hề che giấu niềm tin của mình, và cũng không phàn nàn về những chế nhạo và bất công phải gánh chịu. Và chẳng có mối đe dọa nào ngăn được cô thường xuyên đến với các bí tích. Nhưng chính vì niềm tin tôn giáo mà cô bị mất chức giám đốc trong trường điều dưỡng. Tuy nhiên, cô không sợ áp lực của đảng phái, và cô đã can đảm bảo vệ đức tin của mình, thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo cho bệnh nhân, bất chấp lệnh cấm. Và trên hết, Đức Hồng Y Amato kết luận, cô ấy không xấu hổ để làm bất kỳ việc gì phục vụ cho bệnh nhân. Cô ấy xắn tay áo lên làm với lòng khiêm nhường. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị và các bạn lời chủ tranh tháng 5 năm 2018 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ tranh tháng 5 này có chủ đề Linh mục và tu sĩ thánh để giáo phận trở thành cộng đoàn thánh. Đức cha Giuse bắt đầu lời chủ tranh như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, Tông huấn Gaudete et Exsultate, hãy vui mừng và hân hoan về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, được Đức Thánh cha Francisco công bố ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 vừa qua, gợi hứng cho tôi chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ về đề tài nên thánh mà tôi đã có dịp đề cập trong lời chủ tranh tháng 6 năm 2017. Với bài chia sẻ hôm nay, tôi ao ước làm sáng tỏ thêm tầm quan trọng của ơn gọi nền tảng này, và mở rộng suy tư về cuộc đời và công việc mục vụ của các linh mục và tu sĩ. Tôi sẽ không làm bản tóm lược tông huấn của Đức Thánh cha Francisco, nhưng lấy đôi ba ý tưởng trong tông huấn như những gợi ý để suy tư thêm về một vài yếu tố thiết thực với hoàn cảnh của chúng ta. Đề tài của bài chia sẻ này là Linh mục và tu sĩ thánh để giáo phận trở thành cộng đoàn thánh. 1. Khơi lên lòng khát khao nên thánh trong toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trong đoạn cuối cùng của tông huấn Gaudete et Exsultate, hãy vui mừng và hân hoan, Đức Thánh cha Francisco viết: Tôi hy vọng là những trang tông huấn này sẽ hữu ích để làm cho toàn thể giáo hội dấn thân thúc đẩy lòng khát khao nên thánh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đổ vào lòng chúng ta sự ao ước sâu đậm nên thánh, để làm sáng danh Chúa, và chúng ta hãy khích lệ nhau theo chiều hướng này. Như vậy, chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau niềm hạnh phúc mà thế gian không thể lấy đi được. Vui mừng và hân hoan số 177. Gần 30 năm trước đó, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng có lời nói tương tự trong thông điệp Redemptoris Missio, Sứ mệnh Đấng Cứu Thế. Ở số 90 trong thông điệp gồm 92 số, Ngài viết: Ơn gọi truyền giáo phát sinh từ ơn gọi nên thánh. Sự thánh thiện phải được coi là nhu cầu nền tảng và là điều kiện không thể thay thế để thực hiện sứ mệnh cứu chuộc của giáo hội. Mỗi tín hữu được kêu gọi nên thánh và dấn thân truyền giáo. Sự canh tân việc dấn thân truyền giáo đòi phải có những nhà truyền giáo thánh thiện. Chỉ đổi mới các phương pháp mục vụ, hoặc chỉ tổ chức và điều hành cách hoàn hảo hơn các nguồn lực của giáo hội không thôi, thì chưa đủ. Cũng không đủ nếu chỉ tìm kiếm cho chính xác hơn những nền tảng thánh kinh và thần học của đức tin. Điều cần thiết là khơi dậy nhiệt huyết nên thánh mới mẻ nơi các nhà thừa sai truyền giáo, cũng như nơi toàn thể cộng đồng tín hữu Kitô, đặc biệt nơi những cộng tác viên gần gũi của các nhà truyền giáo. Hai trích dẫn trên đây cho thấy các đức thánh cha quan tâm đến hai điều. Một là, mọi thành phần dân Chúa,
gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, đều được mời gọi nên thánh. Hai là, nhu cầu cần khơi lên trong tâm hồn mọi người lòng khát khao nên thánh. Mặc dù ân gọi phổ quát nên thánh của mọi thành phần dân Chúa đã được Công đồng Vaticano thứ hai xác quyết, đặc biệt qua chương 5 của Hiến chế Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, với tựa đề ân gọi phổ quát nên thánh trong giáo hội. Nhưng trong thực tế, điều này xem ra chưa thực sự bén rễ trong tâm trí mọi người. Vẫn biết là nhiều con cái của giáo hội có đời sống tốt lành, thánh thiện, biểu lộ đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn, và họ có thể được coi là những vị thánh đương thời. Tuy nhiên, cảm tưởng chung là rất nhiều tín hữu của Chúa, kể cả các linh mục và tu sĩ, chưa xác tín là cần nên thánh. Do đó, họ chỉ cố gắng giữ những luật lệ tối thiểu của đời sống đức tin và tỏ ra hài lòng với vài thực hành luân lý của mình. Còn việc mục vụ thì chỉ nhắm giúp cho dân Chúa giữ đạo qua việc tuân thủ luật Chúa, luật giáo hội, những quy định của giáo phận, giáo xứ và tổ chức thành công các buổi lễ theo truyền thống. Đối với các linh mục và tu sĩ, ơn gọi phổ quát nên thánh của mọi thành phần dân Chúa là một thách đố với hai chiều kích. Chiều kích thứ nhất là chính đời sống của mỗi linh mục và tu sĩ. Nếu tất cả mọi người đều được mời gọi và có thể nên thánh, thì hơn ai hết, các linh mục và tu sĩ phải là những người dẫn đầu trong việc dấn thân nên thánh. Đây là một trong những lời kêu gọi khẩn thiết và cấp bách nhất của Công đồng, vì nhờ việc thực hành các lời khuyên phúc âm, linh mục và tu sĩ mang lại và phải mang lại cho thế giới một chứng tá và một mẫu gương rạng ngời về sự thánh thiện của giáo hội. Như vậy, một linh mục, tu sĩ chỉ đích thực thực hiện ơn gọi của mình nếu dấn thân trên đường nên thánh. Chiều kích thứ hai là trách nhiệm mục vụ của mỗi linh mục và tu sĩ. Nếu các tín hữu cũng được mời gọi nên thánh, thì công tác mục vụ của các linh mục và tu sĩ không thể giới hạn trong việc giúp các tín hữu giữ đạo và tổ chức các sinh hoạt đạo đức sầm uất, nhưng phải vươn tới một viễn tượng cao đẹp hơn, tức là khơi lên trong dân Chúa lòng khát khao nên thánh và hướng dẫn mọi người biết đường nên thánh. Trong viễn tượng này, việc dấn thân mục vụ sẽ trở thành nguồn vui, cho dù đôi lúc vẫn còn cảm nhận những mệt nhọc thể xác. Ngoài ra, sự hiện diện của những con chiên khó tính, lười biếng và ngỗ nghịch, tuy có khi gây ra đau khổ, sẽ được chấp nhận như một thách đố tình yêu của mục tử và trở thành nguồn gợi hứng cho các sáng kiến mục vụ để họ được sống và sống sung mãn hơn, tức là giúp họ nên thánh. Để thực hiện viễn tượng mục vụ nói trên, nhất thiết các linh mục và tu sĩ phải khơi lên được trong chính lòng mình sự khát khao nên thánh và nuôi dưỡng nó luôn sống động để trở thành ánh sáng chiếu soi và sức mạnh thúc đẩy cuộc sống trong mọi giây phút. Lúc đó, sự thánh thiện sẽ hiện ra trước mắt như vẻ đẹp có sức hấp dẫn và lôi cuốn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ chăn nói trên trong lần phát tới. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Tim với lòng khác nhau như thế nào? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề ấn tích của bí tích rửa tội là gì?
Quý vị và các bạn thân mến, theo giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, có ba bí tích ghi ấn tích trong linh hồn người thụ lãnh: rửa tội, thêm sức và truyền chức. Vì vậy, ba bí tích này chỉ được lãnh một lần trong đời và không lặp lại được. Ta có thể đọc thấy điều khẳng định này không những là ở trong quyển giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1121, mà cả trong Bộ Giáo luật điều 845 triệt 1 nữa. Thực ra, đạo lý của Giáo hội Công Giáo về vấn đề này được minh định từ Công đồng Firenze năm 1439 và lặp lại ở Công đồng Trento. Nhưng các nhà thần học đã bàn tới nó ngay từ cổ thời. Thiết tưởng để cho rõ ràng hơn, chúng ta cần phải đi từng bước một. Trước hết là tìm hiểu ý nghĩa của tiếng ấn tích nói chung. Thứ đến là tìm hiểu ý nghĩa của từ ấn tích khi áp dụng vào các bí tích. Và sau cùng, chúng ta hãy tìm xem những công hiệu của nó trong đời sống đức tin. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi thứ nhất, ấn tích là gì phải không, thưa cha? Trong các bản văn Latin, người ta dùng ít là hai tiếng, đó là character và sigillum. Thường thường khi nói tới ấn tín hay truyện ấn, chúng ta liên tưởng tới cái dấu hay cái con chấm mà các cơ quan đóng vào các công văn giấy tờ để thị thực, xác nhận rằng chính tay mình đã phê chuẩn nó. Thực ra trong xã hội ngày nay thì cái chữ ký đã đủ để xác nhận tác giả của một lá thư, một bản văn rồi. Nhưng ở xã hội cổ truyền thì khác. Hồi đó chữ ký chưa có thông dụng, có lẽ vì số người biết đọc biết viết không được bao nhiêu. Bởi vậy người ta phải dùng những dụng cụ khác. Thêm vào đó, ta cũng không nên quên rằng nhiều truyện ấn có khắc hình tượng của các tác giả nữa. Nên khi đóng ấn xuống một văn tự, xem ra như gắn một tấm hình căn cước vào đó vậy. Ngoài công dụng xác nhận tác giả văn kiện, truyện ấn còn có công dụng bảo đảm sự kín đáo nữa. Điều này xảy ra khi người ta đặt cái truyện niêm phong một phong thư dán kín. Người nhận kiểm chứng xem nếu dấu truyện còn nguyên si thì hiểu là chưa có ai khui ra cả. Tuy nhiên, khi đọc lịch sử cổ thời ở vùng Trung Đông, thì ta thấy truyện ấn không phải chỉ dùng trong các văn tự, nhưng còn trong các lĩnh vực khác. Người ta đóng truyện qua miếng sắt nung trên các nô lệ hay súc vật để ghi nhận quyền sở hữu. Các binh sĩ cũng mang truyện ấn của nhà vua hay tướng quân như dấu hiệu của sự trung thành phục vụ. Vì thế không lạ gì khi thấy trong Kinh Thánh, chữ truyện ấn được dùng theo nghĩa thiêng liêng khi nói tới việc người tín hữu thuộc quyền sở hữu của Chúa. Theo vài sử gia, vào những thế kỷ đầu tiên, do ảnh hưởng của sách Khải Huyền, đã có những tín hữu in dấu thánh giá trên trán để biểu lộ việc họ muốn thuộc trọn về Đức Kitô, họ thuộc về quyền sở hữu của Đức Kitô. Theo tôi nghĩ, việc chúng ta đeo tượng ảnh Chúa hay Đức Mẹ nơi cổ có lẽ là vết tích của tục lệ đó. Như vậy, ấn tích rửa tội ám chỉ rằng chúng ta mang hình ảnh Đức Kitô trong linh hồn, có phải như vậy không thưa cha? Nói vắn tắt thì đúng như vậy. Tuy nhiên, lịch sử của vấn đề thì dài dòng hơn nhiều. Thánh Phaolô đã nói rằng, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đã mang lấy hình ảnh Đức Kitô. Chúng ta đã mặc lấy con người mới. Nhưng trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta không gặp thấy từ ngữ ấn tích của Đức Kitô. Nếu có nói tới ấn tích, thì Thánh Phaolô nói tới ấn tích của Chúa Thánh Thần. Sự khác biệt hệ tại ấn tích của Thánh Thần, hiểu là ấn tích do Thánh Thần khắc vào tâm khảm của ta. Còn ấn tích của Đức Kitô thì hiểu là ấn tích có khắc hình của Đức Kitô. Nói khác đi, một đàng là chủ động của ấn tích, Thánh Thần, một đàng là đối tượng của ấn tích, Đức Kitô. Vấn đề ấn tích của Đức Kitô thực sự được đặt lên vào giữa thế kỷ thứ ba, khi nảy lên cuộc tranh luận giữa Đức Giáo hoàng Cornelio ở Roma với Đức Giám mục Cipriano ở Cartago, Bắc Phi.
liên can tới việc rửa tội của những người lạc giáo trở lại. Theo Thánh Cipriano, các người được rửa tội trong phái ly giáo Novaciano, khi trở về với giáo hội thì phải rửa tội lại. Xét vì phép rửa tội trong các phe ly giáo không thành, bởi những ai ly khai khỏi giáo hội thì không còn có thánh thần nữa. Còn Thánh Cornelio thì chủ trương rằng, truyền thống của giáo hội cấm rửa tội lần thứ hai. Do đó, ai mà đã rửa tội trong các phe lạc giáo hay ly giáo, khi trở về với giáo hội thì phải trải qua thời kỳ thống hối đền tội chứ không phải rửa tội lại nữa. 50 năm sau, nghĩa là sang đầu thế kỷ thứ tư, vấn đề được đặt ra đối với bí tích truyền chức. Trong thời kỳ bắt đạo, dưới triều vua Diocletiano, một số giám mục và linh mục đã phản bội, đi nộp sách thánh cho cảnh sát. Vấn đề được đặt ra là, nếu các giám mục phản đạo như vậy, truyền chức thánh thì bí tích có thành hay không? Phe của giám mục Donato Bắc Phi chủ trương là bí tích không thành, nghĩa là giáo sĩ lãnh nhận chức thánh do tay của các giám mục phản đạo thì phải chịu chức lại khi trở về với hội thánh. Ta có thể ví với trường hợp các giám mục ái quốc bên Trung Quốc ngày nay vậy. Tuy nhiên lập trường của giáo hội thì khác. Các linh mục và các giám mục phản đạo không buộc phải chịu chức lại. Trong cả hai trường hợp vừa kể, các giáo hoàng nại đến truyền thống của giáo hội, không hề chấp nhận việc rửa tội hay truyền chức lần thứ hai. Nhưng phải chờ tới Thánh Augustino thì lý lẽ của truyền thống đó mới được giải thích với đạo lý về ấn tích. Tức là khi lãnh hai bí tích vừa kể, người tín hữu lãnh một ấn tích, một dấu chấm không thể nào xóa nhòa được. Thánh Augustino phân biệt hai loại công hiệu của bí tích rửa tội. Một đàng là bí tích ban ơn thánh, rửa sạch tội lỗi, ban cho ta làm con Thiên Chúa. Ơn thánh này có thể mất đi khi ta phạm tội. Thậm chí nếu ta không chuẩn bị xứng đáng thì có lẽ ta cũng chẳng hề bao giờ lĩnh nhận được ơn thánh cả. Còn đàng khác là ấn tích, khắc dấu của Đức Kitô vào linh hồn của ta, ghi quyền sở hữu của Đức Kitô. Ấn tích không bao giờ xóa nhòa. Sang thời Trung Cổ, thuyết về ấn tích của Thánh Augustino được đào sâu thêm do thần học kinh viện. Thánh Thomas Aquino coi ấn tích như là khả năng ban cho tín hữu được tham gia vào phụng vụ Kitô giáo, tức là phụng vụ mà Đức Kitô tiến dâng lên cho Chúa Cha. Nhờ ấn tích này mà các tín hữu được quyền lãnh nhận hay ban các bí tích. Ấn tích là sự thông dự vào chức tư tế của Đức Kitô. Vấn đề ấn tích chỉ liên can tới tín lý và kỷ luật của hội thánh, hay còn có ảnh hưởng gì tới đời sống đạo không, thưa cha? Phải thú nhận rằng cho tới gần đây, các sách thần học chỉ giới hạn vấn đề ấn tích vào phạm vi tín lý và kỷ luật. Ta có thể trích vài ví dụ từ bộ giáo luật. Khi một người đã được rửa tội rồi, và sau đó có bỏ đạo, thì khi trở lại không phải rửa tội nữa, mà chỉ ăn năn thống hối nhờ bí tích giải tội. Cũng vậy, một người đã rửa tội trong giáo hội chính thống hoặc anh giáo, thì khi gia nhập giáo hội công giáo, cũng không phải rửa tội lại, nhưng chỉ cần tuyên xưng đức tin công giáo. Còn đối với bí tích truyền chức cũng vậy. Ai đã chịu chức linh mục hay giám mục rồi, thì dù có lang bang con đàn cháu đống, họ vẫn là linh mục. Tuy giáo hội đã dự trù những biện pháp kỷ luật dành cho các giáo sĩ đã lỗi nghĩa vụ, kể cả hình phạt trục xuất khỏi hàng giáo sĩ hay hình vạ tuyệt thông, nhưng ấn tín linh mục thì không thể xóa được. Bộ giáo luật đã dự trù một trường hợp không ai có thể tưởng tượng nổi ở điều 976. Đó là trong trường hợp gặp một người sắp chết, thì một linh mục tuy rằng tội vạ có nặng tới đâu đi nữa, vẫn được ban năng quyền để giải tội cho người đó nếu được yêu cầu, cho dù bên cạnh có một linh mục khác đạo đức thánh thiện hơn. Tuy nhiên, gần đây, thần học không muốn dừng lại ở lĩnh vực tín lý và kỷ luật, nhưng còn muốn rút ra những hệ luận khác có tính cách tu đức xây dựng hơn. Thực vậy khi nói rằng,
bí tích in ấn tích của Đức Kitô vào linh hồn, thì mặc nhiên đòi hỏi chúng ta phải sống làm sao để cho hình ảnh ấy được tươi sáng mãi, chứ không phải để phai mờ hoen ố. Mỗi người chúng ta phải trở thành một Kitô khác giữa đời. Dĩ nhiên, điều này được nhấn mạnh cách riêng đối với ấn tích của chức linh mục. Các ngài không những lãnh ấn tích để nhân danh Đức Kitô đọc lời truyền phép bí tích hay đọc lời tha tội, nhưng ấn tích ấy đòi hỏi các ngài sống như Đức Kitô, một tử nhân lành hiến mạng vì đoàn chiên, dâng hiến đời mình làm của lễ. Đối lại với thần học Lutero, coi các tác vụ trong hội thánh như là công tác mà cộng đoàn ủy thác có thời hạn. Thần học Công giáo về ấn tín coi rằng, chức linh mục không phải chỉ là một nghề nghiệp, một công tác có thời hạn, nhưng là một ơn gọi suốt đời, một sự thay đổi hướng đi của cuộc sống. Mặt khác, nói rằng ấn tích không thể xóa nhòa thì cũng như nói rằng, ấn tích tạo ra một mối dây liên kết ta khăng khít với Đức Kitô hơn. Một mối dây mà không ai có thể cắt đứt được. Đây là một điều an ủi lớn cho chúng ta. Để lỡ khi chúng ta có yếu đuối sa ngã, chúng ta nhớ lại rằng, Đức Kitô vẫn còn chìa tay ra cho ta. Ngài không cắt đứt tình bằng hữu cho dù ta có phản bội Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, thế nào là vinh danh Chúa trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Yêu thương là phục vụ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tình yêu được nói bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Có những lời nói yêu thương, có những thời giờ dành cho nhau, có quà tặng dành cho nhau. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến những hành động phục vụ. Phục vụ là một trong những ngôn ngữ của tình yêu. Nhiều người chỉ muốn nói lên tình yêu bằng phục vụ, và nhiều người cũng chỉ cảm nhận được tình yêu qua những hành động phục vụ. Trong đời sống vợ chồng, ngoài kế sinh nhai mà cả hai người đều phải xem như phương thế tối cần để bảo đảm cho cuộc sống gia đình, những việc vặt vãnh trong nhà cũng là những thể hiện không thể thiếu được của tình yêu. Để có thể trung thành làm những việc nhỏ ấy, người ta cần phải để vào đó tất cả tâm trí, thời giờ, cố gắng và năng lực. Nếu được thực thi với một tinh thần tích cực, những công việc ấy thực sự là những biểu lộ cao độ của tình yêu. Chúa Giê-xu đã để lại một tấm gương rất đơn sơ nhưng vô cùng sâu sắc về phục vụ, được thực thi như một biểu tỏ của tình yêu khi Ngài rửa chân cho các môn đệ của Ngài trong bữa ăn tối cuối cùng với các ông. Trong một xứ sở mà mọi người đều mang dép và đi trên những con đường đầy bụi, thì việc làm đầu tiên của những người tôi tớ trong nhà là quỳ gối rửa chân cho khách mỗi khi họ vào nhà. Dạy các môn đệ phải yêu thương nhau, Chúa Giê-xu đã muốn cho các ông thấy một thí dụ cụ thể. Ngài đã đổ nước vào chậu và đến trước từng môn đệ để rửa chân cho họ. Sau khi đã làm cử chỉ yêu thương ấy, Ngài bảo các môn đệ hãy noi gương Ngài. Trước đó, trong suốt 3 năm giảng dạy, Ngài đã khẳng định rằng, trong nước của Ngài, ai muốn làm lớn
thì hãy trở thành người đầy tớ phục vụ. Trong hầu hết mọi xã hội, những kẻ có quyền thường cư xử như người cai trị. Nhưng với Chúa Giê-xu, thì kẻ quyền thế phải trở thành người tôi tớ phục vụ. Thánh Phao-lô đã tóm tắt giáo huấn và gương sáng của Chúa Giê-xu trong câu nói: hãy phục vụ nhau trong tình thương. Trong đời sống vợ chồng, điều mà hai người làm cho nhau trước ngày cưới, họ sẽ không đương nhiên làm cho nhau sau ngày cưới. Trước ngày cưới, người ta được thúc đẩy bởi một tình yêu đam mê và lãng mạn. Nhưng sau ngày cưới, tình yêu lãng mạn xem ra không còn nữa. Đây là lúc mà hai người phải cư xử với nhau bằng tình yêu phục vụ và hy sinh. Trong hành động của chúng ta thường bị chi phối bởi mẫu gương của cha mẹ chúng ta, cá tính của chúng ta, cách nhận thức về tình yêu của chúng ta, hoặc những cảm xúc, nhu cầu và ước muốn của chúng ta. Chỉ có một điều chắc chắn về cách cư xử của chúng ta là khi chúng ta đang yêu, cách cư xử của chúng ta sẽ không còn như trước nữa. Đặc điểm thứ hai của tình yêu là tình yêu là một chọn lựa, chứ không thể là một cưỡng bách. Trong đời sống vợ chồng, khi người ta làm mọi sự vì yêu cầu hay vì cưỡng bách, thì đó là dấu hiệu cho thấy tình yêu đang lâm nguy. Lời chỉ trích, yêu cầu hay nài nỉ có thể khiến cho người phối ngẫu sẽ làm theo ý của chúng ta. Họ có thể làm điều chúng ta muốn, nhưng hành động đó không còn là biểu hiện của tình yêu nữa. Mỗi ngày chúng ta phải quyết định yêu hay là không yêu người phối ngẫu của chúng ta. Nếu chúng ta quyết định yêu, thì hãy biểu lộ tình yêu ấy bằng cách thế mà người phối ngẫu đang chờ đợi. Phục vụ đích thực là phục vụ vì yêu thương. Biết bao nhiêu người đàn bà tâm sự: tôi đã hầu hạ chồng tôi trong 20 năm trời, nhưng chồng tôi đối xử với tôi chẳng khác nào một thứ dẻ chùi chân. Anh ấy ngược đãi tôi trước mặt bạn bè và người thân của tôi. Tôi không thù ghét anh ấy, tôi cũng không mong điều bất hạnh xảy ra cho anh ấy. Nhưng tôi chẳng còn ham thích để sống với anh ấy nữa. Ngày nay, cái cảnh chồng chúa vợ tôi vẫn còn tiếp tục đối với rất nhiều cặp vợ chồng. Người đàn bà phục vụ hầu hạ chồng, nhưng vì cưỡng bách hay cam chịu hơn là vì yêu thương. Người vợ hầu hạ chồng vì sợ, vì mặc cảm tội lỗi, và vì ghét hơn là vì yêu. Như một thứ dẻ chùi chân. Đó là hình ảnh rất chính xác để nói lên cái nhìn của nhiều ông chồng đối với vợ mình. Dẻ chùi chân là một đồ vật, nhưng nếu có những đồ vật được trân trọng, thì cũng chẳng thiếu những đồ vật bị chà đạp dưới chân. Đó là trường hợp có thể xảy ra cho nhiều người vợ. Họ là đầy tớ chứ không phải là người yêu. Họ là đầy tớ vì họ phải làm công việc của người đầy tớ, chứ không phải công việc của người yêu. Một khi người phối ngẫu bị đối xử như đồ vật, thì dĩ nhiên sẽ chẳng có tình yêu giữa hai người. Sợ hãi hay cưỡng bách là điều hoàn toàn xa lạ với tình yêu. Chúng ta là những con người có thể quyết định và hành động. Để cho người khác quyết định và điều khiển không phải là một hành động của tình yêu, mà còn có thể là một hành động phản bội. Cư xử như thế, chúng ta để cho người phối ngẫu phát triển những thói quen vô nhân đạo của họ. Phục vụ
là một ngôn ngữ của tình yêu. Văn ôn võ luyện. Đó là một ngôn ngữ, thì đương nhiên, để có thể sử dụng nhuần, nhuyễn và chính xác, người ta cần phải học hỏi, luyện tập và trau dồi không ngừng. Hơn bao giờ hết, phục vụ là ngôn ngữ được nói nhiều nhất trong tình yêu. Cũng như đức tin, tình yêu không được biểu lộ bằng phục vụ là một thứ tình câm hay tình chết. Trong tình yêu vợ chồng, người ta thường theo mẫu gương của cha mẹ. Người đàn ông thường nhìn lên gương của người cha, và người vợ thường trông vào gương của người mẹ. Những thay đổi xã hội buộc chúng ta phải duyệt xét lại những mẫu gương ấy. Ngày nay, người chồng không thể nại đến quyền bính của người chồng để đối xử với vợ, theo kiểu chồng chúa vợ tôi. Người vợ cũng không thể cam chịu để phải hầu hạ chồng như một đầy tớ trong nhà. Chỉ có tình yêu đích thực khi hai người tự nguyện trở thành đầy tớ cho nhau mà thôi. Để có thể trở thành đầy tớ phục vụ nhau trong tình yêu, hai người cần học hỏi lẫn nhau. Làm người đầy tớ phục vụ là nghề thấp hèn nhất trong xã hội. Nhưng một khi đã được Chúa Giêsu biến thành biểu hiện của tình yêu, thì làm đầy tớ phục vụ lại trở thành một nghệ thuật cao cả và khó khăn nhất trong cuộc sống con người. Là một nghệ thuật, cho nên phục vụ như một đầy tớ trong cuộc sống hôn nhân đòi hỏi hai người phối ngẫu phải học hỏi và trau dồi không ngừng. Nghệ thuật ấy đòi hỏi sự tinh tế và nhẫn nại. Người ta có thể phục vụ vì thiện chí, nhưng lại chẳng biểu lộ được tình yêu của mình nếu sự phục vụ ấy chỉ diễn ra một cách máy móc. Hãy phục vụ nhau trong tình yêu thương. Châm ngôn này của Thánh Phaolô cần được vợ chồng đem ra tâm niệm và thực hành nếu họ muốn thực sự thông đạt với nhau bằng sự phục vụ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa ra thương dịu con, đi qua đêm đêm, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Chúa Cha yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói lời này, Đức Giêsu không còn dùng ngôn ngữ dụ ngôn để nói về tình yêu của Chúa Cha, nhưng Ngài mặc khải trực tiếp về Chúa Cha. Vì dụ ngôn không thể truyền tải hết được bài học về tình yêu. Tất cả những gì cây nho làm cho cành nho là tuân theo quy luật tự nhiên, chứ cây nho không có tình yêu nào đối với cành nho.
Chính vì thế, chúng ta cần cảnh giác nguy cơ, xem Đức Giêsu là một nhà cung cấp được Thiên Chúa chỉ định để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, kể cả ơn cứu độ. Đôi khi, theo lý trí, chúng ta cũng chấp nhận và tín thác vào Đức Giêsu đấy, nhưng không cảm nhận được tình thương mà Ngài đã dành cho chúng ta. Chỉ trong Ngài, chúng ta mới tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Đức Giêsu đã cố gắng chỉ cho chúng ta thấy điều này. Và Ngài đã làm điều đó như thế nào? Ngài dẫn chúng ta lại một lần nữa đến với Ngài để cho chúng ta thấy cuộc sống của Ngài giống hệt như chúng ta. Như Chúa Cha yêu mến Ngài, thì Ngài cũng yêu mến chúng ta. Cuộc sống của Ngài phụ thuộc vào Chúa Cha. Đó là cuộc sống trong tình yêu của Người. Tình yêu ấy là sức mạnh và niềm vui của Ngài. Đức Giêsu đã sống và đã chết trong chính tình yêu thần linh này. Nếu chúng ta muốn sống như Đức Giêsu, trong tư cách là những cành nho gắn kết với cây nho, chúng ta cũng phải chia sẻ sự sống và cái chết của Ngài. Giống như Đức Giêsu, đời sống của chúng ta cũng cần phải có hơi thở và tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Chúa Cha dành cho Đức Giêsu như thế nào, thì tình yêu của Đức Giêsu dành cho chúng ta cũng như vậy. Nếu tình yêu của Chúa Cha làm cho Ngài trở thành cây nho thật, thì tình yêu của Ngài cũng làm cho chúng ta trở thành những cành nho thật. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chúa Cha đã yêu Đức Giêsu như thế nào? Chúa Cha đã truyền thông cho Ngài tất cả những gì Chúa Cha có để đưa Ngài vào sự bình đẳng hoàn toàn tuyệt đối với Chúa Cha, để Chúa Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Chúa Cha. Đó là tình yêu thần linh của Chúa Cha đối với Đức Giêsu, một huyền nhiệm vinh quang mà chúng ta được phép thông dự. Chúng ta chỉ có thể cúi đầu và thờ phượng khi chúng ta nghĩ về điều này. Và rồi, cũng với một tình yêu thần linh như thế, Đức Giêsu mong ước thông truyền cho chúng ta tất cả những gì Ngài có và đưa chúng ta thông dự vào bản tính và hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài, để Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Nếu Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu thần linh vô hạn và mãnh liệt như thế, thì chẳng có gì có thể ngăn cản chúng ta vượt thắng mọi trở ngại. Chúa Cha yêu Đức Giêsu bằng một tình yêu thần linh, thì Đức Giêsu cũng yêu chúng ta bằng một tình yêu thần linh như thế, một tình yêu quá cao vời mà chúng ta không thể hiểu được bằng bất kỳ nỗ lực nào của riêng chúng ta. Chỉ có Chúa Thánh Thần với quyền năng vô biên mới có thể mặc khải cho chúng ta biết tình yêu thần linh này của Thiên Chúa luôn ở trong Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu nhờ Thánh Thần của Ngài đang cư ngụ trong lòng chúng ta sẽ cho chúng ta biết và tuôn đổ tình yêu thần linh này vào lòng chúng ta. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chẳng lẽ chúng ta lại không gắn bó với Đức Giêsu, Đấng đang sống và yêu thương chúng ta bằng chính tình yêu này hay sao? Từ đó, chúng ta có thể tín thác vào Ngài và dâng hiến tất cả cho Ngài. Đức Giêsu luôn ý thức và vui mừng từng giây từng phút Chúa Cha yêu mến Ngài, thì chúng ta cũng không ngừng sống với ý thức Đức Giêsu cũng yêu mến chúng ta từng giây từng phút như vậy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã hiểu phần nào về sự sống của cây nho thật và của cành nho. Chúa là cây nho thật bởi vì Chúa Cha đã yêu mến Chúa, và thông qua Chúa, Chúa Cha tuôn trào tình yêu của Người cho thế gian. Xin cho chúng con, như cành nho thật của Chúa, cũng sẽ giống như Chúa, là nhận được tình yêu thần linh của Chúa Cha. Amen. Thank you.
trời đất bao la dạy hết cho ta đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.